Chào quý vị và các bạn, hôm nay tôi sẽ chia sẻ tới quý vị và các bạn về quy trình vệ sinh và bảo dưỡng máy hàn một pha có lõi di động. Để chuẩn bị cho việc vệ sinh và bảo dưỡng, chúng ta cần chuẩn bị các dụng cụ như sau: găng tay, tua vít, kìm, chổi, rẻ sạch. Trước tiên ta tháo vỏ máy hàn. Sau khi đã tháo hết vít, ta nhấc vỏ máy hàn. Trước tiên ta dùng chổi sơn để quét các chi tiết ở bên trong máy. Sau đó ta dùng máy nén khí. Sau khi đã vệ sinh sạch sẽ, ta đã tiến hành kiểm tra lại các đầu lối và các ốc linh kiện ở trong để siết lại. Sau khi đã kiểm tra hết các chi tiết bên trong, ta đã tiến hành đóng lắp. Sau khi đã lắp ráp lại, ta dùng rẻ sạch để lau bề mặt bên ngoài. Sau khi đã vệ sinh sạch sẽ xong, ta sẽ tiến hành cắm điện để kiểm tra tình trạng hoạt động của máy. Vừa rồi tôi đã chia sẻ với quý vị các bạn về quy trình vệ sinh và bảo dưỡng máy hàn một pha có lõi di động. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.